Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Xin chúc mừng năm con giáp này vì trong tuần đầu tiên của năm mới, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023, bạn sẽ nhận được những may mắn không ngờ tới. Hãy cứ mạnh dạn thực hiện những kế hoạch, dự định của mình vì bạn đánh đâu thắng đấy, tiền tài đổ vào túi ào ào, chẳng còn lo túng thiếu nữa. Phương diện tình duyên cũng khởi sắc rực rỡ, người độc thân ra đường được người khác giới để ý, trong nhà gia đạo hài hòa, đó là các con giáp dưới đây, các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc. Tuổi Tý, con giáp may mắn đầu tiên trong tuần này chính là tuổi Tý. Với sự trợ giúp của cát tinh, người tuổi Tý trong tuần này làm gì cũng may mắn, tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm, lo lắng bất cứ vấn đề gì, từ công việc, tài chính cho tới tình cảm, sức khỏe, vì mọi thứ đều trôi chảy. Nếu gặp chút sự cố nho nhỏ thì cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Tuần này công việc của tuổi Tý thuận buồm xuôi gió nhờ có cát tinh hỗ trợ. Các bạn có đường thi cử, công danh thuận lợi, đỗ đạt hơn trong mong đợi trong thời gian tới. Tuổi này sống biết điều, làm ăn có trách nhiệm nên rất được người ta yêu quý. Vận tài lộc có khởi sắc, làm ăn thuận lợi nên cũng có chút tiền dư giả. Bạn còn có tư duy nhìn xa trông rộng và hành động rất khôn ngoan về những vấn đề tài chính, không ai có thể lừa được bạn. Tình cảm khởi sắc rực rỡ, dù không được lòng nhiều người nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng bạn sống có tâm và có tầm. Bạn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cha mẹ của mình, không để họ phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, để có thể được hưởng thành quả như vậy, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức quá. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi tuần này, cát tinh đem tới cho người tuổi Mão một tuần làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đất, thu về lợi nhuận cao. Với người làm công ăn lương, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến linh hoạt của mình mà bản mệnh có thể chuyển bại thành thắng, khiến mọi người thán phục và cấp trên dành cho cơ hội thăng chức, tăng lương, thưởng nóng. Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, bạn cũng có một túi tiền rủng rỉnh do đã mở rộng thị trường thành công. Dù hơi vất vả một chút, song bạn có một lượng khách hàng ngày càng đông đúc và ổn định, đem về khoản tiền lời lãi gia tăng. Phương diện tình cảm không có vấn đề gì lớn xảy ra, hãy yêu ai đó hết lòng, làm điều gì đó hết mình, tự nhiên hạnh phúc sẽ đến. Bạn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn thì mới đủ tư cách để lo cho người khác. Người tuổi Mão có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ngoài ra cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thìn là con giáp phát tài tuần này, nhưng người tuổi Thìn cần phải đợi đến cuối tuần, tình hình tài chính mới có những bước phát triển rõ rệt. Cuối cùng công lao của bạn đã được đền đáp xứng đáng, bạn có thể thoải mái sắm Tết mà không lo cháy túi. Người tuổi Thìn biết được điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc trong tuần này. Thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu tập thể, làm tấm gương để bạn bè, đồng nghiệp xung quanh noi theo và học tập. Những thành tích đáng nể trong sự nghiệp tất nhiên sẽ giúp bạn có một khoản thưởng đáng ngưỡng mộ. Tình hình tài lộc của người tuổi làm đầu tư, kinh doanh cũng đang có những bước tiến khá khả quan. Bản mệnh đưa ra những quyết sách đúng đắn khiến lời lãi đổ về túi. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Cát tinh xuất hiện càng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công, bỏ sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn.
Vốn dĩ tuổi Thìn rất hòa đồng, tính cách dễ chịu nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong tuần này, sự khéo léo tiếp tục được phát huy, giúp con giáp dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết, chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất có cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Tuất sẽ có một tuần làm ăn suôn sẻ hoặc là sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem lại lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng và đồng lòng với nhau. Người làm ăn kinh doanh cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường nên khách hàng bắt đầu đổ xôn về. Càng ngày bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên để có thu hút được khách hàng, đối tác, bạn sẽ phải buôn ba, di chuyển khá nhiều. Bản mệnh cần tập trung, chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Với người làm công ăn lương, bạn cũng gặp được nhiều điều thuận lợi vào tuần này. Bạn được cấp trên ưu ái, cầm tay chỉ việc nên tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Bạn cũng được giao cho phụ trách những công việc nhằm khẳng định bản thân, tăng mức lương, mức thưởng. Trong tuần, đường tình cảm bình yên, không có sóng gió. Bạn cứ yên tâm, cuộc đời luôn sòng phẳng. Mình chân thành rồi thì hãy hạnh phúc, người lọc lừa sẽ nhận hậu quả đáng cay. Hôm nay bạn còn sống là bạn được trao rất nhiều cơ hội để được làm lại từ đầu, đừng u sầu nữa nhé Tuất. Tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi được thần tài để ý nên người tuổi Hợi vô cùng may mắn trên con đường sự nghiệp vào tuần này. Những bạn kinh doanh cũng đông khách hơn, nhiều mặt hàng bán chạy dịp đầu năm mới. Với những người làm công ăn lương, cuối tuần này là cơ hội tuyệt vời để mở rộng các mối quan hệ làm ăn bên ngoài. Tài lộc khởi sắc vô cùng, người tuổi Hợi có cơ hội kiếm tiền do người quen đem lại. Thời gian này bạn cũng số đỏ, tránh được họa mất tiền nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Một số người sẽ đi nhận xe mới hoặc đi mua đồ vật có giá trị trong ngày hôm nay. Đường tình cảm của tuổi này là điểm sáng nhất trong tuần, bạn có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý. Bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời, cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Tuy nhiên trong tuần này, sức khỏe của tuổi Hợi bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương, gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong tuần đầu tiên của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.